Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đã quay trở lại với kênh của mình và ngày hôm nay mình lại tiếp tục lại dạy các bạn làm vòng handmade. Hôm nay mình sẽ làm chiếc vòng có tên là Xin. Mấy nhiêu này? Không phải em làm sai đấy. Sai kệ nó à? Sai lần trước á. Em đang sắp làm xong rồi em không thích cả vòng nữa. Đã sao kệ nó, cái chính là em cũng đủ 8 phút được anh mà. Nhưng mà em hơn thôi thì kệ nó à. Thôi nhưng mà cái chính là em cần được 8 phút hơn thì nó sẽ tốn được ra anh. Thì sản xuất không được nhiều. Hơn tí được. Nói chung là hơn được. Nhưng mà cái chính là cứ đủ 8 phút thì thôi. 8 phút hoặc 8 phút mấy giây thì đẹp nhất. Đấy là cho em sẽ anh sắp xếp lại những cái hạt vòng này tại vì nó lộn xộn chữ nó tìm lắm. Không quan trọng, em hiểu chưa, không quan trọng là sản phẩm đâu. Em cứ cái chính thì em ngồi trong đấy cho anh. Em lấy cái số của cô khoản gì cũng được đúng không? Ừ, 8 phút là được rồi. Ngồi để lẹ, đủ phút rồi để bảo đảm cái video đấy chị. Kệ nó là không sao đâu. Anh kia chào tạm biệt thế nào, kết thúc thì nói là video của mình đến đây là kết thúc rồi, thì các bạn xem video này thấy hay thì hãy ủng hộ mình những lượt like và lượt đăng ký kênh để nói đẹp mãi lên. Mình cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nói chung nói lung tung thêm. Vậy là mình đã cho một xong rồi nha các bạn ơi.